Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ năm ngày 4 tháng 1 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại tiếp tục trong xu tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,30%, giao dịch ở mức 2.047,5 đô la Mỹ trên một ounce. Phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất 2.040,21 đô la Mỹ và mức cao nhất 2.051,05 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm, giao dịch mức 102,2 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin cũng trong xuống giảm mạnh với tỷ lệ giảm là hơn 5%, đứng mức 42.953 đô la Mỹ chiều Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng trong xuống tăng, giao dịch mức 3,961% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống tăng nhẹ, đứng mức 73,44 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường và trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường và thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày hôm nay do đồng bạc xanh suy yếu, trong khi giới đầu tư đang chờ đợi thêm các số liệu của Mỹ để đoán định động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed về chính sách tiền tệ. Theo chuyên gia phân tích thị trường tài chính Kilozoda của trang Capital.com nhận định, trong những ngày tới, vàng sẽ chịu áp lực giảm giá khi những đồn đoán về khả năng Fed sớm hạ lãi suất trong năm nay giảm xuống. Biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed cho thấy các quan chức của ngân hàng này tin rằng lạm phát đang nằm trong tầm kiểm soát nhưng vẫn chưa chắc chắn về triển vọng lãi suất. Theo công cụ FedWatch của Simmer, thị trường đang dự đoán xác suất Fed hạ lãi suất vào tháng 3 tới là 72%, thấp hơn nhiều so với mức 90% của một tuần trước. Về mặt xu hướng của giá vàng trên thị trường thế giới được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong năm nay 2024 và có thể lập đỉnh cao kỷ lục. Hiện tại có rất nhiều yếu tố hỗ trợ cho mặt hàng kim loại quý này, trong đó có đồng bạc xanh khó tránh khỏi xuống giảm khi Mỹ có kế hoạch cắt giảm lãi suất trong năm 2024 và những bất ổn địa chính trị gia tăng. Chuyên gia Oliason đến từ ngân hàng Sato cho biết vàng sẽ tiếp tục tăng trong năm 2024 nhờ hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương cũng như các quỹ ETF vàng. Dù vậy thì trước mắt vàng chỉ áp lực bán chốt lời sau đợt tăng mạnh vừa qua. Vàng được cho là sẽ tăng mạnh từ giữa năm 2024 với mục tiêu là 2.300 đô la Mỹ trên một ounce. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Nghị định 24 năm 2012 NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng với mục đích chống vàng hóa nền kinh tế không ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô. Tuy vậy thì biến động của thị trường vàng thời gian qua đặt ra vấn đề cần thiết phải sửa đổi cơ chế, chính sách quản lý liên quan đến nội dung này. Theo chuyên gia Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia cho biết như sau. Thị trường vàng trong nước có sự bất thường trong thời gian vừa qua là do đâu? Theo vị chuyên gia này cho biết, có hai lý do chính để xảy ra tình trạng bất thường trên thị trường vàng thời gian vừa qua. Thứ nhất là về quan hệ cung cầu có sự mất cân đối, tức là nhu cầu vàng vẫn khá lớn nhưng nguồn cung bị hạn chế. Việc này chính do thời gian qua việc nhập khẩu vàng miếng để chế tác ở nước ta còn tương đối hạn chế. Thứ hai là về tâm lý, trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, giá vàng trên thị trường thế giới thay đổi và nội tại của nền kinh tế trong nước có những rủi ro thách thức nhất định, việc dẫn đến tâm lý muốn gom hoặc giữ trữ một ít vàng hay là thậm chí đầu cơ để hưởng chênh lệch, lúc này mất cân bằng cung cầu, dẫn tiếp đến bất cập trong vấn đề buôn lậu, các đối tượng tìm cách nhập về và chế tác rồi bán trong nước. Tôi cho rằng chính phủ và ngân hàng nhà nước đã nhận diện được những vấn đề trên. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chỉ đạo về các giải pháp quản lý thị trường vàng. Và ngân hàng nhà nước cũng đang tổng kết đánh giá về triển khai Nghị định 24 năm 2012 NĐ-CP của Chính phủ nhằm đề xuất giải pháp quản lý thị trường vàng tốt hơn. Vậy thì, việc sửa đổi Nghị định 24 năm 2012 NĐ-CP của Chính phủ đóng vai trò như thế nào trong việc giải quyết vấn đề trên? Theo vị chuyên gia cho rằng, Chính phủ và ngân hàng nhà nước tiếp tục kiên định với chính sách chống vàng hóa, giảm vàng hóa trong việc sửa đổi cơ chế, chính sách quản lý vàng, hoạt động kinh doanh vàng qua đó cũng giảm bớt vấn đề đô la hóa nền kinh tế. Về tổng thể, quá trình chống vàng hóa theo mục tiêu của Nghị định 24 năm 2012 đã thành công, nhưng Nghị định này ra đời cách đây 11 năm và đã đến thời điểm cần thay đổi. Theo đó, Nghị định 24 năm 2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng cần sửa đổi theo hướng về sát với bối cảnh thị trường, từ đó thiết lập cân bằng quan hệ cung cầu trên thị trường hiện nay. Đối với các quy định về doanh nghiệp, hộ kinh doanh có liên quan đến vàng cần rà soát và đánh giá lại. Về doanh nghiệp nhập khẩu vàng, có thể quy định cấp phép nhiều hơn, song vẫn phải đáp ứng tiêu chí mà chính phủ cũng như ngân hàng nhà nước quy định và đương nhiên phải chịu sự kiểm tra giám sát thường xuyên.
Ngoài ra, quy định về thanh kiểm tra, giám sát cần tăng cường để không còn nhiều hiện tượng vàng trôi nổi trong nền kinh tế. Riêng đối với vấn đề văn hóa trong sử dụng vàng thì vẫn nên duy trì. Văn hóa ở đây có tính chất thừa kế, trao tặng, hồi môn, thậm chí tích cóp vàng ở nước ta cũng được coi là nét văn hóa truyền thống từ xưa. Điều này sẽ tạo ra một phần nhu cầu trên thị trường và các nước trên thế giới vẫn tôn trọng văn hóa này. Về mặt dự trữ vàng rất cần thiết trong bất kỳ nền kinh tế tại bất cứ thời điểm nào. Điều này đồng thời đặt ra vấn đề cần thiết phải sửa đổi cơ chế chính sách phù hợp. Tới đây, thị trường vàng sẽ dần ổn định khi có chính sách ổn định hơn. Cùng với cơ chế giám sát chặt chẽ thì chênh lệch sẽ giảm bớt, từ đó mà giảm hiện tượng đầu cơ, găm giữ và đẩy giá vàng tăng cao như thời gian vừa qua. Vị và các bạn thân mến, trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay tăng nhẹ, tăng 10 đồng trên một đô la Mỹ ở cả hai chiều, mua vào mức 24.160 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 24.530 đồng trên một đô la Mỹ. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do, mua vào mức 24.700 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 24.800 đồng trên một đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch cuối ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7 triệu 200 nghìn, bán ra 7 triệu 500 nghìn, giảm 500 nghìn đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 50 nghìn đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 3 triệu đồng trên lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7 triệu 200 nghìn, bán ra 7 triệu 502 nghìn, giảm 50 nghìn ở chiều mua vào và chiều bán ra. Pin Hồ Chí Minh và Pin Hà Nội mua vào 7 triệu 250 nghìn, bán ra 7 triệu 520 nghìn, giảm 50 nghìn ở chiều mua, giảm 80 nghìn ở chiều bán. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7 triệu 200 nghìn, bán ra 7 triệu 500 nghìn, giảm 40 nghìn ở chiều mua, 50 nghìn ở chiều bán. Phú Quý SJC mua vào 7 triệu 200 nghìn, bán ra 7 triệu 480 nghìn, giảm 50 nghìn ở chiều mua, 20 nghìn ở chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7 triệu 205 nghìn, bán ra 7 triệu 475 nghìn, giảm 55 nghìn ở chiều mua, 25 nghìn ở chiều bán. Mi Hồng SJC mua vào 7 triệu 300 nghìn, bán ra 7 triệu 500 nghìn, tăng 50 nghìn ở chiều mua, giảm 50 nghìn ở chiều bán. Đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7 triệu 200 nghìn, bán ra 7 triệu 500 nghìn. Ngân hàng TP Bank Gold mua vào 7 triệu 200 nghìn, bán ra 7 triệu 500 nghìn. Ngân hàng Vietinbank mua vào 7 triệu 200 nghìn, bán ra 7 triệu 502 nghìn, giảm 50 nghìn ở chiều vào và chiều bán ra. Đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác, hiện tại giảm 500.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 50.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại vẫn đứng ở mức cao là khoảng 3 triệu đến 3 triệu 060.000 đồng trên lượng. Thời điểm này đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7 triệu 200 nghìn, bán ra 7 triệu 502 nghìn. SJC Huế vào 7 triệu 197 nghìn, bán ra 7 triệu 502 nghìn. SJC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7 triệu 200 nghìn, bán ra 7 triệu 500 nghìn. SJC Bạc Liêu mua vào 7 triệu 200 nghìn, bán ra 7 triệu 502 nghìn. SJC Phan Rang, Hạ Long, Quảng Nam mua vào 7 triệu 198 nghìn, bán ra 7 triệu 502 nghìn. Cuối cùng là giá nhận ô số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác, hiện tại giảm cho khoảng từ 62 đến 150.000 đồng trên một lượng, hay giảm cho khoảng 6.200 đến 15.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Và hiện tại đang được niêm yết như sau: nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 6 triệu 195 nghìn, bán ra 6 triệu 300 nghìn. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 6 triệu 195 nghìn, bán ra 6 triệu 310 nghìn. Vàng bộ số 9 mua vào 6 triệu 185 nghìn, bán ra 6 triệu 270 nghìn. Giảm 15.000 ở chiều mua vào chiều bán ra với ba loại vàng này. Vàng 24K mua vào 6.077,9 nghìn, bán ra 6.207,9 nghìn, giảm 14.900 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 18K mua vào 4.518 nghìn, bán ra 4.718 nghìn. Vàng 14K mua vào 3.470,8 nghìn, bán ra 3.670,8 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi bản tin mới, chúng tôi cũng sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.